Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam là học viện đầu tiên chuyên đào tạo võ thuật và vệ sĩ có quy mô lớn nhất Việt Nam. Đây là nơi lưu giữ nhiều kỹ thuật chiến đấu đặc sắc và những giá trị võ đạo truyền thống của cha ông. Kể từ ngày đầu chính thức gây dựng vào năm 2001, đến nay, Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam đã thu hút hàng trăm nghìn lượt võ sinh trên khắp cả nước theo tập. Qua đó, tăng cường sức khỏe cho thế hệ trẻ, thể hiện được chí khí, sự tự tin và tinh thần yêu nước, sống có trách nhiệm hơn với gia đình, xã hội, góp phần gìn giữ những giá trị võ học hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc. Đam mê võ thuật từ nhỏ và ước ao có thể thành lập một võ đường làm nơi quy tụ anh em yêu thích bộ môn này, nhưng mãi đến năm 2001, võ sư Đặng Tam Thuận mới có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình. Từ một võ đường nhỏ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, chỉ với hơn 30 võ sinh tham gia tập luyện. Năm 2011, được sự đồng ý của cố võ sư cao cấp Trần Hưng Quang với mong muốn có sự kế thừa tinh hoa của môn phái, võ sư Đặng Tam Thuận đã được sư phụ tin tưởng giao trọng trách thành lập Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Bình Định với mục đích là nơi tuyển chọn những võ sinh năng khiếu để đào tạo trở thành các vận động viên tham gia các giải đấu và đội ngũ huấn luyện viên giúp bảo tồn, gìn giữ những tinh hoa của võ cổ truyền Bình Định. Chỉ sau quãng thời gian ngắn, trung tâm đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tập luyện của những người yêu thích võ cổ truyền nói chung và môn phái Bình Định gia nói riêng trên địa bàn thủ đô. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, hướng thanh thiếu niên tích cực tham gia vào những hoạt động thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe và tự vệ. Tháng 10 năm 2013, ban lãnh đạo trung tâm đã quyết định đổi tên thành Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Hà Nội để phù hợp với các hoạt động giảng dạy tại khắp các quận, huyện của Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Trong đường lối phát triển, kế thừa và phát huy những tinh hoa văn hóa võ cổ truyền Bình Định chân truyền từ người thầy, Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Hà Nội đã đạt tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng lên đến 20 tỉnh thành trên toàn quốc. Với hơn 50 võ đường nằm trong hệ thống và hàng ngàn môn sinh theo tập luyện. Tháng 2 năm 2016, một lần nữa trung tâm được nâng cấp, đổi tên thành Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam, nhằm khích lệ, chia sẻ và lan tỏa nhiều hơn nữa tới các tài năng võ thuật nước nhà. Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam còn là nơi đón nhận và giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức dạy võ miễn phí cho các trẻ em nghèo, các gia đình thương binh, liệt sĩ. Do vậy, trung tâm cũng đã nhận được nhiều nguồn lực chung tay của xã hội. Bằng cái tâm của mình, võ sư Đặng Tam Thuận đã nuôi dưỡng niềm đam mê và khích lệ tinh thần thượng võ tới đông đảo giới trẻ. Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, con người Việt Nam ngày càng được hoàn thiện, đồng thời kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống võ học của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Năm 2017, bằng đường lối đúng đắn của mình, ban lãnh đạo trung tâm đã tiếp tục mở ra bước đột phá mới khi quyết định thành lập Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam nhằm phát triển và nâng cao vị thế của võ cổ truyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Trong đó, nổi bật nhất là học viện đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Liên đoàn Võ thuật Quốc tế Budokai có trụ sở tại Ba Lan. Kể từ đó, hàng năm, các đoàn võ thuật hai bên đã có cơ hội mang đến những tiết mục đặc sắc, độc đáo nhất, góp mặt trong các chương trình giao lưu, liên hoan võ thuật quốc tế. Nhiều vận động viên xuất sắc của Việt Nam đã sang thi đấu và đạt được thành tích cao, để lại ấn tượng mạnh mẽ và dấu ấn đậm nét mang thương hiệu võ Việt trong lòng bạn bè quốc tế tại các cuộc thi đấu. Qua đó, Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam đã tạo được mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, mở rộng phạm vi hoạt động với việc thành lập các chi nhánh tại châu Âu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam trên toàn thế giới. Là người tâm huyết với võ cổ truyền, mang đến những giá trị tốt đẹp vào sự lớn mạnh của nền võ học dân tộc, cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tính đến nay, Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam do võ sư Đặng Tam Thuận sáng lập đã không ngừng phát triển. Đến thời điểm đầu năm 2023, học viện đã có 43 chi nhánh tại 33 tỉnh thành cùng 154 võ đường và hơn 30.000 võ sinh mến mộ đang theo tập luyện. Xuất phát từ mong mỏi của những người yêu võ chân chính, mong muốn có thêm những giải đấu mang tính cọ sát, giao lưu, học hỏi để các võ sinh đang tập luyện tại các môn phái, võ đường, câu lạc bộ đang hoạt động trên khắp cả nước có cơ hội thể hiện mình, biểu diễn những tinh hoa, tuyệt kỹ đa dạng của nền võ thuật cổ truyền dân tộc. Hàng năm, Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam đều tổ chức các giải thi đấu võ thuật tranh cúp tài năng trẻ Việt Nam,
Các giải đấu đều thu hút gần 60 đoàn với hơn 2.000 vận động viên đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước và nước ngoài tham dự. Thông qua mỗi giải đấu là dịp để phát hiện và bồi dưỡng những tài năng võ thuật nước nhà, đóng góp nguồn vận động viên võ thuật dồi dào cho thể thao Việt Nam tham gia thi đấu tại các giải quốc tế, cũng như để mọi người cùng nhau chung tay phát triển, quảng bá võ cổ truyền Việt Nam, góp phần đưa võ cổ truyền Việt Nam lên một tầm cao mới. Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam, Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam đã sớm bắt tay đưa võ cổ truyền vào trong các nhà trường như một môn học chính khóa, rèn luyện thể chất trong các giờ thể dục để thế hệ trẻ hôm nay nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc và đạo lý làm người của dân tộc Việt Nam. Ở góc độ điện ảnh, Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam tự hào là đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí truyền thông uy tín trong nước, đặc biệt là các đài truyền hình lớn như VTV, VOV, VTC, Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình An Viên, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, thực hiện các phóng sự, video clip mang tính chuyên sâu về võ thuật, giới thiệu những bài quyền cổ, những chiêu thức chiến đấu độc đáo đã được ông cha ta đúc rút, vận dụng vào trong chiến đấu, tạo nên sức hấp dẫn và phong phú trong kho tàng võ học cổ truyền Việt Nam. Bên cạnh đó, các võ sư, huấn luyện viên Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam còn trực tiếp hướng dẫn những kỹ năng tự vệ cần thiết để phòng tránh xâm hại cho các em nhỏ thông qua chương trình dạy võ trên truyền hình, phổ biến các kỹ năng thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp. Đây là những chương trình hữu ích, thiết thực với mong muốn xã hội chúng ta ai cũng có một cuộc sống an bình, mong mỗi ngày luôn được an toàn và vui vẻ. Trên chặng đường phát triển toàn diện, bền vững, Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam đã tạo dựng được uy tín nhất định đối với khán giả truyền hình cả nước. Hơn 10 năm qua, trong mỗi dịp Tết đến xuân về, thầy và trò các võ đường trên khắp cả nước lại vinh dự tham gia đồng hành vào các tiết mục võ thuật đặc sắc trong chương trình Bước nhảy mùa xuân, phóng sự tinh hoa võ thuật. Những chương trình trọng điểm của Đài Truyền hình Việt Nam được phát sóng trên nhiều kênh, nhận được sự yêu thích và mến mộ của những người yêu võ và đông đảo khán giả truyền hình trong và ngoài nước. Qua đó, thể hiện sự nỗ lực không ngừng, sự phối hợp đầy tâm huyết của ekip thực hiện với hàng nghìn võ sư, huấn luyện viên và võ sinh Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam, Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam để gửi đến khán giả những chương trình hấp dẫn và ý nghĩa nhất. Dừng lại ở đó, Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam tự hào là đơn vị cung cấp nguồn diễn viên quần chúng dồi dào trong các bộ phim hành động. Ba lãnh đạo trung tâm cũng là những người trực tiếp tham gia chỉ đạo, dàn dựng các màn võ thuật trong nhiều bộ phim truyền hình do Trung tâm Phim Truyền hình Việt Nam sản xuất. Nhiều võ sư, huấn luyện viên được mời nhập vai trong các bộ phim võ thuật, cảnh sát hình sự giải tập hay tham gia vào các pha đóng thế cascader mạo hiểm, tạo được sự lôi cuốn và hấp dẫn đối với khán giả và đồng nghiệp. Hiện nay, Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam có nhiều lớp đào tạo điện ảnh võ thuật, đào tạo nghề cascader miễn phí do võ sư Đặng Tam Thuận làm chủ nhiệm. Để tạo nguồn thu nhập, công ăn việc làm cho các huấn luyện viên và môn sinh, năm 2018, võ sư Đặng Tam Thuận đã đứng ra thành lập Tập đoàn Vệ sĩ Tài năng trẻ Việt Nam với nhiều chi nhánh trong cả nước, nhằm cung cấp những bảo vệ, vệ sĩ có chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt cho các cơ quan, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần vào bảo vệ trật tự trị an, đồng thời tạo công ăn việc làm cho thanh niên, nhất là bộ đội xuất ngũ. Nhiều năm nay, lực lượng vệ sĩ của tập đoàn đã phối hợp với các lực lượng công an, lực lượng vũ trang bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo cấp cao, Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực trong công việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam còn là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung ứng xuất khẩu lao động và du học, đáp ứng nhu cầu làm việc và học tập tại nước ngoài của nhiều bạn trẻ hiện nay. Trong đường hướng phát triển sắp tới, Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa võ thuật Việt Nam, hợp tác với các đối tác, công ty, tập đoàn lớn tạo công ăn việc làm, bảo đảm nguồn thu nhập ổn định cho các võ sư, huấn luyện viên, võ sinh có điều kiện để nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, đưa võ Việt vươn tầm bay cao và xa hơn ra khu vực và thế giới.
thực hiện chủ trương của nhà nước về xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục thể thao. Thời gian qua, công tác xã hội hóa lĩnh vực thể dục thể thao của Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam đã được những kết quả đáng ghi nhận. Với mô hình hoạt động xã hội hóa, tự chủ 100% tài chính để duy trì hoạt động giảng dạy, quảng bá và bảo tồn tinh hoa võ thuật cổ truyền dân tộc, học viện đã phát huy tốt vai trò của tổ chức xã hội trong hoạt động thể dục thể thao, huy động được nhiều nguồn lực về chuyên môn và kinh tế để hỗ trợ tổ chức các giải thi đấu có uy tín, có chất lượng và có sức ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo tồn và phát triển những tinh hoa văn hóa võ thuật cổ truyền Việt Nam tại khắp các vùng miền của cả nước. Đồng thời, giúp cho các vận động viên có điều kiện thi đấu nâng cao trình độ cũng như góp phần không nhỏ vào việc phát triển phong trào thể dục thể thao. Trong suốt quá trình phát triển, chìa khóa để Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam có được sự lớn mạnh, vững chắc và thành công như ngày hôm nay, đó chính là thành quả lao động sáng tạo của cả một tập thể với công sức của biết bao con người, mà đằng sau đó còn có sự đóng góp lặng thầm rất đáng ghi nhận của các nhà tài trợ, những mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước luôn đồng hành, sát cánh cùng chung tay hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất, tạo dựng cho Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam có được một mạng lưới phát triển sâu rộng trên phạm vi toàn quốc, những địa chỉ rèn đức, rèn người, nơi đào tạo ra các tài năng võ thuật tương lai của đất nước. Kể từ ngày đầu thành lập đến nay, Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam, Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng Trẻ Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào môi trường đào tạo ra những tài năng võ thuật nước nhà. Bởi võ thuật luôn được coi là mỏ vàng của thể thao Việt Nam tại các kỳ đại hội thể thao lớn trong khu vực và thế giới. Là một trong những học trò tiêu biểu nhất của cố võ sư cao cấp Trần Hưng Quang, trưởng môn phái Bình Định Gia, không thể nói hết những thành quả, những khó khăn, những đóng góp của võ sư Đặng Tam Thuận đối với nền võ học cổ truyền Việt Nam. Một người thầy tâm huyết với nghề võ, luôn đem hết tài năng, sức lực của mình đóng góp cho sự phát triển của võ thuật nước nhà.